Tuấn xin được mến chào đón tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị em gần xa đang đến xem những cái video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Thì trong nguy đau nào cũng vậy, trước khi mọi người chúng ta xem video thì Tuấn cũng mong muốn chúc cho tất cả mọi người luôn có một sức khỏe luôn được vững chắc nha, lúc nào cũng được mạnh khỏe, vui tươi bên những cái thằng yêu. Thì như vậy là cái nhà nhỏ của Tuấn đã dần dần đến cái bước hoàn thiện rồi nha mọi người. Trong những ngày gần đây thì Tuấn đang đào những cái đường ống thoát nước từ trong bồn rửa chén ra tới nhà tắm, tới nhà cầu, sẽ đi trùng qua cái đường bên này nha mọi người, đi vòng qua đây, vòng qua đây rồi thì ra thoát ra tới đầu của cái hầm của ba bốn ô chuồng heo này. Thì tới cái chỗ này thì cũng hơi có một chút khó khăn, tại vì là một lý do ở đây là mình không có đi cái đường ống nước trước nha mọi người. Đi cho đi đường ống nước trước mà thất chiều hôm đó nó dồi dào quá, mình đi xây cái bậc thang này cho nên giờ ống nước mình nó có cái độ độ cao thấp nó không được đều, mình chịu khó mình đào mình ấy móc trong này ra nhưng rất là khó khăn. Đừng lo, hiến kia quay lại cho bà của bác coi cái lỗ đấy. Xong này rồi Tuấn sẽ đi tẩy rửa phía đằng sau nhà này cũng như là trước nhà nè mọi người, cho nó thiệt là sáng lại và bổ sung những cái trang thiết bị sinh hoạt của mình nó cần thiết. Tuấn sẽ quay một video hoàn thiện cho tới ngày khánh thành nhà mới cho chia sẻ cái niềm vui trong đời của Tuấn gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta xem. Giờ Tuấn sẽ tạm dừng cái video đây. Chào ngày mới tất cả mọi người mình. Thì tới trong sáng ngày hôm nay thì nhà của Tuấn cũng đã gần dần tới những cái bước hoàn thiện hết rồi nha mọi người. Thì ngày hôm qua thì bên nhóm sơn nước cũng đã trở lại quay để mà giảm giá các thứ đồ sơn hoàn thiện hết rồi. Ở bên đi quay trước mặt, đi quay trước nhà cái dưới đây. Chắc là cho bà con cô bác ra trên mạng xem. Hai nha. Sáng hôm nay thì đúng rồi nha, đúng rồi, cái nơi này nữa là tạm ổn rồi, xong rồi. Sau đó chúng ta sẽ tẩy rửa lại cho nhà mới của mình nó thiệt là sạch sẽ. Mình sẽ làm cái bữa tiệc mừng nhà mới nha mọi người. Con đi qua ra và trước thì quay cái mặt trước cho mấy ông bà cô bác coi. Chưa bấm quay chưa? Lại gần này, là gần chỗ tay này. Sắp xuống.
được chào đón toàn thể quý ông bà cô chú anh chị em của các bạn gần xa đến với kênh YouTube của Tuấn. Thì trước khi mọi người mình coi cái nội dung chính của video này thì Tuấn rất mong muốn được gửi cho mọi người có một cái lời chúc thật nhiều sức khỏe, bình an, luôn được hạnh phúc vui vẻ bên những người thân yêu. Thì như vậy là ngày hôm nay là ngày 26 tháng 4 âm lịch nha mọi người, nhằm ngày chủ nhật. Thì những cái đoạn video những cái video gần đây thì Tuấn cũng đã quay chia sẻ cho mọi người mình xem nhà của mình đến đâu rồi. Cho đến ngày hôm nay thì nhà cũng đã hoàn thành sau gần hơn 3 tháng, gần 3 tháng. Thì ông thầu cũng làm ba cái nhà chạy tới chạy lui thì tiến độ nó hơi chậm. Thì sáng hôm nay thì cũng được ngày nhà Tuấn cũng phụ chuyển mấy cái đồ đạc dần dần vô nhà mới đó nha mọi người. Bên đi vô quay đồ đạc cách thước được cho cả nhà mình thôi. Đây là chiếc sân nha mọi người. Mình còn quay mấy cái đây này. Đây là mấy cái chậu bông cây mà mấy ngày hôm nay bà Tuấn cũng làm cho Tuấn nha mọi người. Trồng mấy cây cái mấy cái chậu bông bây giờ này, bên quay lại gần này. Mới trồng chiều hôm qua mà giờ nó cũng đã nở này. Đó nhìn này. Nó chưa phát triển nha cả nhà mình. Còn nó nở nhìn rất là đẹp luôn, nhiều màu lắm. Màu hồng, màu tím, màu trắng rồi. Đó, bên đây. Cái là cây gì đây bạn? Cây là phú gia hả? Mỗi bên một cái hàng chậu bông 10 giờ kèm với lại một cây đại phú gia như thế này. Đây cũng là một chậu bông 10 giờ ở đây. Con quay từ từ xuống bên, nó quay nhanh đó. Bên này cũng vậy nha mọi người. Đó. Cũng là một cây đại phú gia nhưng mà nó còi cọc hơn xíu. Rồi còn phía bên đây là một cái bộ bàn bằng xi măng nha mọi người. Tuấn đang nhờ ông chú để ông đắp một cái bộ bàn xi măng ngồi ở phía trước cái vòng nhà như đây đó. Bàn xi măng này nó có lên cái khung của nó còn đang dang dở chưa làm xong, nền của vòng thì cũng đã láng đóng được, nó cũng được chân tu như vậy rồi đó. Rồi để bây giờ Tuấn mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị em gần xa thân hữu của mình tiến vào bên trong nhà một lần nữa, xem lại cận cảnh những cái chi tiết mà nhà của Tuấn đã hoàn thành rồi nha mọi người. Còn đi vô bên trong đi. Đây là do đi đường âm tường. Rồi đầu tiên mời mọi người chúng ta vô cái phòng ngủ của mình trước đi. Thì từ khi sáng tới giờ là cũng bận đi chợ cùng với má mua một số đồ gia dụng cần thiết nha mọi người. Thì ở nhà thì giờ cũng như ba cũng phụ chuyển mấy cái đồ nhẹ nhẹ đặt dạy qua rồi đó, cùng mời lên trên nhà từ trên cao cũng là phòng cho cả nhà coi đó. Có quạt trong phòng thì đồ đạc sinh hoạt là một cái cây quạt Senko treo tường 4 điện. Thì đằng sau thì có một chút nữa chèm thêm một số cái đồ vào nữa là xong. Đó không đi qua đây. Đây là không gian tiếp theo của nhà mọi người. Không gian nhà bếp của mình. Thì bên phía bà Má Tuấn cũng cho một cái bộ bàn khách như vậy. Đó, để ngồi một khi nó có khách mọi người. Đơn giản cũng không có cái gì cầu kỳ lắm đâu. Phía bên đây cái không gian nấu nướng của mình nó cũng có cái dây của Tuấn phải có cho một số đồ bếp ga, bếp ga rồi là cái kệ để mà lấy mát nha mọi người. Đây là thùng để đựng dầu này, thùng nấu đựng dầu này. Còn nữa có phim đây là cái ông ly nha mọi người. Phim bên đây là cái ông ly, ông ly
treo trên tường như vậy đó, rất là chắc chắn và nó còn có tính hoàn mỹ cho mọi người. Rồi mọi người chúng ta sẽ tiếp không gian còn lại là không gian sinh hoạt tắm rửa nha mọi người. Còn ở đây đi. Đầu tiên là cái không gian là tôi cùng lên cái phương án đó đặt công trình đặt là dĩa hè như vậy rồi. Cái bên đây là một cái để ngồi trần xuống để mình rửa cái cho nó tiện lợi hơn. Ví dụ như những khi mà có cái tiệc tùng gì mà chén bát đồ quá nhiều á, mình đi ra đây mình rửa cái không gian nó rộng rãi để mình rửa đấy rồi nó nhanh hơn. Thay thêm cái màn tường bên này, quét cái bàn xi măng phủ dầu rồi. Rồi còn lại một không gian cuối cùng cho mọi người, không gian nhà cầu nhà tắm. Còn đi vô đây quay ra cả nhà mình coi sát không mình. Đầu tiên là một cái gương như vậy, gương còn có cái mấy cái đồ đặc dạng để xà bông rồi dầu gội rồi. Đó, cái gương này cũng mua cái dạng tăng tiếng như bây giờ, gương 300.000 nha mọi người. Thôi đồ thì này cũng có như đi đặt tiền cũng mua xong rồi, xem các thứ này cũng bay ra đây bên này rồi, xong rồi xem móc đồ. Cái bên đây thì là một cái cây treo đồ cho mọi người, cái treo đồ treo thang treo đồ này đó, được cũng mua sách rồi nhờ anh trai đồ để mình làm cây treo thang như vậy. Cửa thì là cửa sắt này, nó cần kẹp lại đúng không? Dàn cửa này là cũng trai cũng làm cho mọi người. Xong rồi tôi dẫn mọi người chúng ta qua một cái không gian còn lại, không gian phòng toilet. Tôi đứng góc kia quay lại bề mặt cho cả nhà mình coi bề mặt của cái không gian. Đóng gạch là cao 1m8 nha mọi người. Nó chóc dữ vậy. Còn đi đi lên. Phía đây cũng lắp đặt những cái thứ cần thiết thôi. Phía ở đây là một cục xà bông để mình rửa tay mỗi khi mình đi cầu. Dội nước. Dội nước rửa tay này. Có cục là xà bông rửa tay ra sạch sẽ. Nó thơm thơm. Đi qua đây đi. Và đây là cái bồn cầu dạng tăng tiến thì bây giờ cho mọi người. Bồn cầu dạng tăng tiến chúng mua tại một cái đại lý cửa hàng là chất liệu có giá 2.8 triệu. Cái bên này là cái chuyện trang bồn cầu rồi cũng để trước đây đó, lát cũng lát mít là 1, 2, 3, 4, 5, 6 một riêng về 30 phân 6 3 18 18 không biết đây. Vậy là Tuấn cũng mới vừa dẫn cho tất cả mọi người chúng ta đi xem sơ sơ chung chung một cái không gian với ngôi nhà nhỏ của vợ chồng của Tuấn nha mọi người. Thì những ai quan tâm thì nhà của Tuấn là nhà Tuấn ở địa chỉ thôn 1 An Nhân bên Đông, thị trấn Đập Tẻ của tỉnh Lâm Đồng, di cư từ Bình Định vô đây. Bà má di cư vô đây được hơn 30 năm nay rồi. Thì cái đoạn video này cũng xin kết thúc để rồi cập nhật những cái chuỗi video, những cái thời gian tiếp theo như là những cái bữa ăn bắt đầu đi ngôi nhà mới của mình là sao rồi cũng sẽ quay lại những cái video để làm kỷ niệm đến tất cả mọi người. Bây giờ thì cũng xin được kết thúc video này ở đây để gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.
xin chào buổi trưa tất cả mọi người. Thì từ sáng đến giờ thì nhà cô Tuấn cũng phụ giúp cho vợ chồng cô Tuấn để mà chuyển những cái đồ đạc qua. Thì đến thời điểm buổi trưa thì cũng đã làm cái nghi thức cúng một số đồ chay để dâng lên các cái gì thần linh ở bề trên nha mọi người. Đó thì đã là thời điểm buổi trưa rồi. Thì trong video đoạn video này Tuấn lại muốn lần nữa cập nhật tình hình nhà cửa mình đến đâu rồi cho tất cả mọi người chúng ta xem để giải trí. Thì cũng như đây là một cái bữa ăn đầu tiên nơi căn nhà mới này có cùng với lại ba má của Tuấn luôn. Thì Tuấn rất mong muốn là sẽ quay được một cái video lại để làm cái vlog kỷ niệm cho từ bây giờ cho đến mai này luôn. Rất mong tất cả mọi người chúng ta hãy đồng hành theo dõi video của Tuấn, ủng hộ cho kênh của Tuấn sớm đạt được 1.000 người đăng ký đầu tiên nha mọi người. Điều đó rất là một động lực cho Tuấn rất là lớn để có một cái niềm tin để phấn đấu trong cái cuộc sống này. Cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà mình. Tốt nghe giấy vàng giấy rồi bắt đầu. Mời cả nhà của Tuấn qua nhà anh. Nhỏ của vợ chồng Tuấn thôi ba. Má Dương hài rồi. Nay qua dùng bữa cơm đầu tiên bên nhà mới. Má nữa. Bin ơi. Bin. Tắt máy đi, qua nhà cậu ăn bữa cơm đầu tiên đầy đủ người nhà coi. Má nào qua. Thì bảo Tuấn đang đúc một số dàn tiền cho người bên trên nha mọi người. Rất mong bên trên phù hộ cho vợ chồng nhỏ của Tuấn làm ăn được thuận lợi, bình an, tất cả mọi thứ đều được tốt lành nhất. Rất mong điều đó. Làm đi thật là tốt rồi, kiếm tiền để trả nợ nha mọi người. Đây là một số món đồ chay mà từ sáng giờ mẹ yêu của Tuấn cũng đã giúp cho vợ chồng Tuấn đi mua rồi về chiên xào nấu nướng nha mọi người. Được mấy món mà? Những cái món thông thường giống như cũng thấy giống như là cũng những cái ngày đưa ông Táo về trời rồi rước ông Táo rồi. Số món chay rồi.
rất là đầy đủ ý nghĩa. Đây là tiệc cơm, là bữa ăn đầu tiên chính thức ở căn nhà mới của người chồng của Tuấn nhà mọi người. Được có căn nhà như thế này chính là một công lao của ba mẹ của Tuấn trợ giúp cho vợ chồng của Tuấn nha mọi người. Quay lại gần đây chút. Rồi Tuấn xin mời tất cả ông bà cô bác, cô dì chú bác, đặc biệt là ngoài hai bên của gia quyến của Tuấn nha mọi người, cùng dùng cái bữa cơm chay đầu tiên lên căn nhà mới. Tiên là mẹ Tuấn nấu được chay cho mọi người. Miếng là chà không ạ? Bánh rớ nha mọi người. Thực sự là ngon mọi người. Mình không có nói xạo cảm xúc mình ở trong video được. Cũng chân thành luôn, không có nói xạo, ít khi nói xạo được. Giờ nhà của Tuấn cũng đã chung xong cái bữa cơm chay, bữa ăn đầu tiên nơi căn nhà mới của Tuấn ở nhà mọi người. Rất là cảm xúc, nhiều cảm xúc lắm. Cảm xúc của sự cố gắng, sự nỗ lực. Giờ tới ngày thành tựu rồi. Thôi thì cái video mà Tuấn quay ngày hôm nay nhà mình hoàn thành. Chuyển đồ qua nhà mới rồi ăn bữa cơm và căn nhà mới này. Hôm nay cũng đã hết cái nội dung của video này rồi. Tuấn mình xin được kết thúc video này ở đây. Tôi mong muốn gặp lại cả nhà mình ở những cái chuỗi vlog tiếp theo, có thể là cái việc ăn uống khánh thành chẳng hạn đó. Tôi sẽ quay hình để chia sẻ đến tất cả mọi người.